mày giơ tay mẹ mày quạt. Con ơi, mẹ cho con bú bên này nhé. Đấy, nó nặng nó vào trong. Đấy. Đây, cho em bú bên này nào. Em bú bên này nào. Đưa sâu vào, đưa vừa thử cơ nó há không, đưa sâu vào miệng ạ. Đấy, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bà búng chân, bà búng chân. Bà kỳ lôn chân nha. Bà kỳ lôn chân gạo nha. Đấy, đây đúng rồi đây, mở mắt rồi, ăn nhím nhím rồi. Đưa đưa sâu vào, cầm chắc vũ, cầm chắc vũ, đưa sâu vào. Đấy, mua đi. Mua đi. Đấy, đúng rồi, đưa sâu vào, đưa sâu nữa vào. Rồi. Đấy, bú rất tốt. Cả hai bên cùng chỉnh cho cái khớp bên đấy bị ngắn. Đấy, chỉnh xong nó bú tốt chưa? Thấy chưa? Cô mà đã chỉnh rồi ấy, là cháu cứ đưa vào nó bú đúng luôn, không phải chỉnh tư thế. Đấy là cô làm được cái khớp đẹp ấy là nó tự bú luôn. Thấy chưa? Đấy thầy, nó thích luôn đấy này. Mọi hôm là nó giật hả? Ừ, nó không bú. Đỡ cho nó đỡ mỏi chân. Mọi hôm là cho bú là nó sai khớp, nó mới không bú. Cái chỗ này bao giờ nó thế đỡ mẹ không đỡ, rồi tay đỡ chân, đỡ mỏi cái chân. Nó không bú, không đúng khớp. Hồi nãy cô khám cô thấy nó bị rách khớp mà. Tay nó mới không rã ra. Nó bị ngắn cái khớp ấy. Nó không cái khớp nó ngắn ấy, nó bị gần như rách nứt ngang rồi cơ mà. Nó cho bú mím quá. Nhưng mà phải nhờ cô làm, cô chỉnh dài ra này, nó bú thì sữa nó mới xuống này. Mà những cái bé, những đầu tiên cô gặp ấy là toàn nó sủ xì mụn này này, tắm cái thuốc nam kia. Nó nhãn, nó bay hết cái mụn này đi. Em bé này mà gặp sớm tí thì giờ trộm vía lắm, cái dòng sữa của bạn này rất tốt. Mà không gặp được sớm. Đấy, vừa ngủ vừa bú, đấy thôi. Khi mà cô chữa rồi nó cứ vừa bú, ngủ là nó vẫn bú. Đấy. Mụn như kiểu là mụn kê. Nó vẫn bú. Cái này nó là trẻ nó bị xài đấy, sau sinh ấy. Có cái nã đấy mà, chị tắm mà. Tắm xong nó đỡ, nó bay đi hết, nó nhãn lắm, như quần nhà em, cháu nhà em đấy, em chưa tắm, nhãn lắm. Đã đeo vòng tay cho nó rồi. Mắn rồi. Cháu nằm đó thì bé thế. Đã đeo vàng rồi đấy. Đấy, bú ngoan vào nha đấy nha. Nhờ bà nội gọi dòng sữa ngon, thơm nhá, ấm nhá. Cái sữa này nó ra nó ấm chứ nó không lạnh như sữa cũ nữa. Đấy. Thấy chưa? Xong tư thế cứ thả nóng là chắc. Không cần phải gù nâng nhiều đâu. Có thể mình thả nóng cái tư thế của mình ra. Mình không phải gì nâng nhiều. Mình ngồi thẳng thắn. Nó mỏi cổ. Ừ, cháu cứ thẳng ngẩng lên. Chứ nó cứ ngậm được vú mình theo. Mình quay mặt đi các thứ, mình nói chuyện mọi người vô tư. Chứ nó không căng nữa. Chứ không phải cứ mắt chằm chằm vào cái ấy, ấy. Nó theo cảm giác thôi mà. Nhìn cúi nhiều nó mỏi cổ. Kiểu mình cho bú này này, xong mình thả tư thế ra, xong theo cảm giác là con mình đã ngậm đúng khớp rồi ấy, thì thôi, cứ để cho nó bú. Nó thoải mái, cái sữa, tia sữa nó không ấy. Ừ. Mẹ cứ phải thoải mái con ấy. Đấy là phải nhờ bà nội nhé, hôm nay nhẹ nhàng cười được chưa? Này là không có mẹ sữa nữa, hôm nay không xì chết nữa rồi nhá. Đấy nha, em bú tốt nhá. Gặp cô nó được cái thế đấy, được dòng sữa thơm này, được con bú tốt, đúng khớp này. Đấy, ực ực đấy. Ừ, đấy, ực đấy. Cứ phải cho bú đèo hai bên vào. Giờ bú bên đây một chốc, mà bú bên kia. Này, giờ bú thích rồi đấy chị ạ. Đấy. Còn chưa?